Mời các bạn nghe tiếp phần 60 của tiểu thuyết huynh đệ, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lâm Hồng đã trải qua một buổi sáng tĩnh lặng. Khi Tống Cương được hai người bạn cũ khiêng lên giường, Lâm Hồng nhận ra thân thể Tống Cương bị đứt. Khi hai người bạn cũ khiêng chân tay Tống Cương đi đến cạnh giường, thân thể Tống Cương dường như bị gấp lại, bông chịt trên nền xi măng. Lá cây trên thân anh rơi xuống. Sau khi Tống Cương nằm trên giường, thân thể anh từ gãy gấp được đặt ngay ngắn. Có vài chiếc lá rơi trên giường. Sau khi Phó Lưu và hai người bạn cũ của Tống Cương ra về, thị trấn Lưu trước lúc rạng đông yên tĩnh như tờ. Lâm Hồng ngồi trên giường, hai tay ôm đùi gối, nước mắt chảy dài nhìn Tống Cương tĩnh lặng và lá cây tĩnh lặng. Trong đầu chị, khi mờ nhòa lúc rõ nét, khi mờ nhòa đen ngòm yên tĩnh như đêm tối, lúc rõ nét Tống Cương đang nói chuyện, đang mỉm cười, đang đi đường, đang âu yếm vuốt ve chị, dạt dào tình yêu thương. Đây là bí mật ngọt ngào của hai người, không có bất cứ ai được xen vào. Bây giờ 20 năm sống chung tự dưng chấm dứt, những năm tháng sau này không còn chung sống nữa. Lâm Hồng cảm thấy toàn thân giá lạnh, một thứ giá lạnh cô đơn trống trải. Chị cứ trách mình hết lần này đến lần khác, chính mình đã giết chết Tống Cương. Vì thế chị căm thù bản thân, chị muốn thét lên, nhưng chị đã không thét. Chị lặng lặng túm một mớ tóc, cầm trong tay, giật thật mạnh. Mái tóc chị đã cứ rách ngón tay của mình, máu chảy đầm đìa hai tay. Nhìn Tống Cương đã vĩnh viễn yên nghỉ một cách đáng thương, mồm chị hỏi anh sằn từng tiếng. Tại sao anh phải bỏ nhà ra đi? Sau đó, trong lòng chị trỗi dậy vô vàn nỗi tủi hổ. Nghĩ đến sau khi Tống Cương bỏ nhà ra đi, một mình cô lập bơ vơ, chịu bao điều oan nhục ở chỗ ma thuốc Lưu Xưởng Trường. Bất giác, chị bật khóc, nói với anh. Còn biết bao nỗi tủi nhục, em đã nói với anh đâu, mà anh đã ra đi. Sáng hôm sau, Lâm Hồng nhận được thư Tống Cương gửi trước khi tự sát. Tống Cương viết những sóng tờ, mỗi dòng chữ đều xúc động tâm gan. Tống Cương bảo Lâm Hồng, hơn một năm qua, anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cảm ơn Lâm Hồng luôn ở bên cạnh anh. Anh bảo, sau khi mắc bệnh phổi, anh đã định chia tay. Nhưng em đã nói với anh dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không xa anh. Chỉ một câu này, dù có chết, anh cũng không tiếc. Anh xin Lâm Hồng tha thứ hành vi tự sát của anh, không nên đau khổ vì anh như thế. Anh bảo, chung sống với Lâm Hồng 20 năm, hơn hẳn chung sống 20 năm với người đàn bà khác. Anh hài lòng thỏa mãn với cuộc sống của mình. Tống Cương còn nói với Lâm Hồng đầy vẻ ân hận. Hơn một năm trước, anh bỏ nhà ra đi, không một lời từ biệt, chỉ muốn kiếm đủ tiền để Lâm Hồng được sống yên hàn một đời, không phải lo âu. Tiếc rằng, anh không có tài làm ra tiền, chỉ mang về được 3 vạn đồng để ở dưới gối. Tống Cương hy vọng, sau khi không có gánh nặng về anh, Lâm Hồng có thể sống khá hơn, dựa vào năng lực của mình, sống cho ra sống. Cuối cùng, Tống Cương nói, anh không hận Lý Trọng, càng không hận Lâm Hồng, mà cũng không hận bản thân. Anh chỉ là đi trước một bước. Trong một thế giới khác, anh luôn luôn trông chờ Lâm Hồng. Anh tin, một ngày nào đó, hai người sẽ gặp lại. Lúc đó, hai người vĩnh viễn sống bên nhau. Lâm Hồng cứ đọc đi đọc lại thư của Tống Cương, lần nào đọc chị cũng khóc. Nước mắt chị đã thấm ướt toàn bộ lá thư. Sau đó, chị vừa khóc vừa đứng dậy, cởi quần áo của Tống Cương. Sau khi rửa người cho anh, chị để ý đến vết sưng tấy ở ngực. Khi bàn tay run bắn vì kinh hoàng của chị, cầm chiếc khăn mặt, lau từ vết sưng tấy ở ngực đến vết thương đã mang mù ở dưới nách. Toàn thân chị cứ run lên bần bật. Lau khô nước mắt, chị nhìn đi nhìn lại vết thương của Tống Cương. Chỉ một lát, nước mắt lại mờ nhòa tầm nhìn. Một lần nữa, chị lau khô nước mắt. Một lần nữa chị nhìn kỹ vết thương của Tống Cương. Ngay tức khắc, mắt chị lại mờ nhòa. Chị không biết vì sao có hai vết thương này. Không biết khi Tống Cương phiêu bạt ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tay cầm chiếc khăn mặt, chị thẫn thờ lâu lắm. Chị khóc.
chị lắc đầu. Chị nghi hoặc, chị mù mịt không hiểu gì hết, cho mãi đến khi chị lấy ở dưới gối ra 3 vạn đồng, tống cương gói tử tế trong giấy báo cũ. Giờ phút ấy, suýt nữa chị ngất xỉu. Hai chân bồn chồn quỳ sụp xuống cạnh giường, nhìn những đồng tiền rơi tàn mát ra giường. Cuối cùng, chị đã biết. Tay run run, chị nhặt lên, xếp lại từng tờ trên giường, từ vết sưng ở ngực và vết thương ở nách tống cương. Chị biết, mỗi tờ trong số tiền này đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của anh. 5 ngày sau, khi thiêu xác tống cương, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Hồng, nhìn thấy mắt Lâm Hồng vừa đỏ vừa sưng như chiếc bóng điện. Lâm Hồng bây giờ đã cạn kiệt nước mắt, mặt chị tỉnh khô, ánh mắt lạnh lùng. Khi xác tống cương được đẩy vào lò thiêu, chị không khóc thất thanh như dân chúng tưởng tượng. Chị đau khổ nhắm mắt, thầm nói với tống cương đã thành đống tro tàn. Mặc dù em đã làm những điều gì, người em đã từng yêu một đời, chỉ có một anh thôi. Lý Trọc cũng nhận được thư của Tống Cương. Đọc thư, Lý Trọc cũng nước mắt ròng ròng. Trong thư, Tống Cương nhớ lại tuổi thơ bi thảm của hai người. Hai anh em đã sống nương tựa vào nhau. Nhắc đến mình, sau khi về quê, đã lặn lội đường dài ra thành phố thăm Lý Trọc như thế nào. Nhắc tới năm 18 tuổi, trở về thị trấn Lưu, tham gia công tác, Lý Trọc sung sướng ra phố, đánh cho anh chiếc chìa khóa như thế nào. Nhắc đến niềm vui khi hai người lĩnh tháng lương đầu tiên. Sau đó, nhắc đến Lâm Hồng. Lúc này, ngữ điệu của Tống Cương trở nên vui vẻ. Lâm Hồng không yêu Lý Trọc, Lâm Hồng đã yêu anh. Tống Cương gần như kiêu hãnh viết như vậy. Tống Cương nói với Lý Trọc, anh thầm vui mừng bởi mỗi thành công của Lý Trọc. Anh bảo, trước khi chết, mẹ dặn anh phải chăm nom Lý Trọc tử tế. Hiện giờ anh hết sức vui mừng, khi gặp mẹ, không lo lắng bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ thư với mẹ Lý Trọc tài giỏi như thế nào. Viết đến đây, Tống Cương lại tỏ vẻ buồn thương. Anh nói, anh vô cùng nhớ bố Tống Phạm Bình. Nếu không có tấm ảnh chụp kỷ niệm toàn gia đình, chắc hẳn anh đã quên hình dáng bố. Hy vọng, sau bao nhiêu năm, hình bóng bố không thay đổi. Lúc gặp bố ở cõi âm, có thể nhận ra ngay. Trang cuối cùng của bức thư, Tống Cương dặn dò Lý Trọc vì tình nghĩa anh em của chúng ta, nhất định phải sắp xếp cho Lâm Hồng một cuộc sống tử tế. Câu cuối cùng trong thư, Tống Cương viết: Lý Trọc, trước kia em đã từng nói với anh, cho dù trời long đất lở vẫn khẳng khái, chúng ta vẫn là anh em. Bây giờ, anh nói với em, cho dù sinh ly tử biệt, chúng ta vẫn là anh em. Lý Trọc cũng đọc đi đọc lại mấy lần thư của Tống Cương. Cứ đọc xong lần nào, anh ta lại tát mình một cái, sau đó khóc mấy tiếng. Sau khi Tống Cương chết, Lý Trọc thay đổi hẳn. Anh ta không còn đến công ty làm việc nữa, suốt ngày sống im lặng trong ngôi nhà hào hoa sang trọng của mình. Chỉ có một mình Phó Lưu được vào nhà Lý Trọc, được đứng trước mặt Lý Trọc mà thôi. Khi Phó Lưu báo cáo anh ta tình hình kinh doanh của công ty, anh ta nhìn Phó Lưu như trẻ con ở vườn trẻ nhìn cô giáo. Khi Phó Lưu báo cáo xong, chờ nghe chỉ thị, Lý Trọc nhìn ra ngoài cửa sổ, than một tiếng. Trời sắp tối rồi. Phó Lưu đứng một lúc, không nhận được chỉ thị nào hết, đành phải nhắc nhở Lý Trọc. Thưa Lý Tổng Giám Đốc, ý của ngài là... Lý Trọc ngoái đầu, nhìn Phó Lưu một cách đáng thương. Khi chỉnh lý di vật của Tống Cương, Lâm Hồng phát hiện có 2 thứ nên trao cho Lý Trọc. Một là tấm ảnh chụp kỷ niệm toàn gia đình. 2 là bản quyết định bổ nhiệm Lý Trọc làm xưởng trưởng do Tống Cương chép lại. Lâm Hồng bỏ 2 di vật vào trong 2 phong bì, nhờ Phó Lưu chuyển giao cho Lý Trọc. Lý Trọc nhận 2 phong bì từ tay Phó Lưu. Trong chiếc phong bì mở ra đầu tiên, tấm ảnh chụp kỷ niệm cả gia đình trượt khỏi phong bì, rơi xuống đất. Lý Trọc quỳ xuống đất nhặt tấm ảnh, cầm tấm ảnh và 1 phong bì khác đi đến bàn viết của mình. Ngồi xuống, mở ngăn kéo, rà mò lâu lắm, đã tìm được 1 tấm ảnh chụp kỷ niệm toàn gia đình khác. Lý Trọc nhìn 2 tấm ảnh, hết lần này đến lần khác, rồi cẩn thận xếp 2 tấm vào nhau, cất vào ngăn kéo. Sau đó đứng dậy. Trong lúc đi đến chỗ Phó Lưu, anh ta mở phong bì thứ 2. Khi nhìn thấy bản quyết định bổ nhiệm xưởng trưởng do Tống Cương tự tay chép lại hơn 20 năm trước, Lý Trọc đứng lại,
nghi nghi hoặc hoặc nhìn chữ viết trên văn bản. Khi nhìn thấy con dấu ở dưới, Tống Cương dùng mực đỏ vẽ ngày xưa. Lý Trọng biết ngay là thứ gì. Anh ta lảo đảo, ngã gục xuống đất. Hôm thiêu xác Tống Cương, Lý Trọng mới đi ra khỏi ngôi nhà sang trọng của mình. Anh ta không cần xe con Mercedes, không cần xe con ngựa bóng, đi bộ một mình đến lò thiêu, hai mắt đỏ hoe, ướt rượt. Khi Tống Cương được đẩy vào lò, Lâm Hồng không khóc, Lý Trọng khóc thất thanh. Sau đó, nước mắt lưng tròng, lủi thủi một mình, đi ra khỏi lò thiêu. Mercedes màu đen, ngựa bóng màu trắng, từ từ bám theo anh ta. Quay lại nhìn thấy, anh ta nổi nóng quát om sòm, đuổi Mercedes cút về, đuổi ngựa báu cút xéo. Sau đó, lau nước mắt, tiếp tục đi bộ một mình. Lý Trọng không đến công ty làm việc, anh ta đã trở lại xưởng Phúc Lợi, nơi đã từng được gọi là Company Nghiên cứu Kinh tế Thị trấn Lưu. Về sau, lại đổi thành Viện Nghiên cứu Kinh tế Thị trấn Lưu. Bản quyết định bổ nhiệm ngày xưa được Tống Cương sao chép bằng thể chữ rất đẹp, đã khơi gợi Lý Trọng nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Đã rất nhiều năm, Lý Trọng không gặp lại 14 trung thần dưới quyền. Bây giờ, Lý Trọng nhớ đến họ. Lý Trọng đến thăm đột ngột, khiến hai anh Thọt vẫn vừa chơi cờ, vừa hoãn cờ chửi nhau, được một phen mừng quýnh. 14 trung thần vỗ tay. Lý Trọng xua tay một cái, tiếng vỗ tay lập tức im bặt. Lý Trọng lần lượt nhìn 14 trung thần, sau đó than thở. Anh em ta đều đã già, tôi cũng già rồi. Lý Trọng ngẩng đầu hết nhìn phòng họp, lại nhìn cây bên ngoài qua cửa sổ, thở dài liên tiếp. Lý Trọng thở dài, 14 trung thần cũng nặng nề sắc mặt. Lý Trọng cảm động khẳng khái, nhớ lại cảnh tượng lúc mới vào xưởng Phúc Lợi hơn 20 năm về trước. Vừa nói, anh ta vừa lấy ở túi áo ngực ra bản quyết định bổ nhiệm xưởng trưởng Tống Cương chép lại. Giờ văn bản ra, anh ta đọc một lượt. Đọc xong, anh ta giơ bản quyết định bổ nhiệm cho 14 trung thần xem. 14 trung thần lần lượt thò đầu cúi người đến nhìn. Lý Trọng gượng cười nói, đây là bản chép tay, bản chính đang lưu trong hồ sơ của ban tổ chức huyện ủy. Con dấu trên này trước kia màu đỏ, bây giờ đã ngả sang màu vàng. Bản này Tống Cương tự tay sao chép, con dấu cũng do Tống Cương tự tay vẽ. Anh ấy luôn luôn cất giữ cho đến tận bây giờ. Vui mừng vì tôi, anh ấy còn đan riêng cho tôi một chiếc áo len có con tàu tiền đồ rộng lớn. Lý Trọng đau khổ đến nghẹn lời. Hai anh Thọt và bốn anh Mù buồn rười rượi, ba anh Ngố như hiểu mà không hiểu. Thấy Lý Trọng ngừng nói, lập tức giơ tay vỗ bộp bộp. Năm anh Điếc lần này thận trọng hơn, nhìn vẻ mặt buồn thương của Lý Trọng, lại nhìn ba anh Ngố vỗ tay bung bốp. Các anh tỏ ra do dự. Hai anh Thọt khẽ nói với ba anh Ngố, không nên vỗ tay, không nên vỗ tay. Ba anh Ngố ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc, cảm thấy tình thế bất lợi, đã thôi vỗ tay. Lúc này với vẻ mặt đau buồn, Lý Trọng đã kể lại chuyện quá khứ còn rõ mồn một giữa mình và Tống Cương. Khi kể đến bố sượng Tống Phạm Bình chết thê thảm trước bến xe, anh ta và Tống Cương sống cô độc bơ vơ, không có nơi nương tựa như thế nào. Lý Trọng đau khổ, nói không nên lời. Trong 10 ngày sau đó, ngày nào Lý Trọng cũng đến nơi được gọi là Viện Nghiên cứu Kinh tế, kể đi kể lại những chuyện quá khứ. 11 trung thần khóc một cách trung thành trong sáng. Nỗi buồn thương trung thành trong sáng của 14 anh Thọt, Ngố, Mù, Điếc đã đem lại cho Lý Trọng nguồn an ủi to lớn. Dường như nỗi bi ai của mình đã chuyển đổi sang 14 trung thần. Lý Trọng vừa kể chuyện quá khứ, vừa an ủi anh em, khuyên anh em không nên đau khổ. Lý Trọng càng khuyên anh em càng đau khổ. Lý Trọng cảm thấy sâu sắc, trời cao đất dày, nhân gian mù mịt, chỉ có 14 trung thần có thể chia sẻ nỗi đau buồn và hối hận trong mình. Sau đó, Lý Trọng về công ty làm việc. Anh ta đến làm việc là để hoàn thành lời dặn dò của Tống Cương. Anh ta sai Phó Lưu gọi điện cho tất cả bạn bè, sai khách sạn anh ta mở, bày tiệc đậu phụ trong 3 ngày, mời những người giàu có anh ta quen biết đến thị trấn Lưu. Sau một ngày gọi điện thoại, cổ Phó Lưu đã khàn đặc. Anh ta đã mời bạn hàng ở các địa phương trong cả nước đều đến dự, mời các vị tai to mặt lớn của cả huyện, cả thành phố đến dự, không mời một ai nghèo khó,
và thấp cổ bé họng. Tiệc đậu phụ của Lý Trọc bắt đầu từ bữa sáng cho mãi đến bữa trưa và bữa tối. Có một số người đáp máy bay mấy tiếng đồng hồ, lại đi ô tô 2 tiếng đồng hồ nữa đến nơi, đã nửa đêm. Lý Trọc liền mở tiệc đậu phụ ban đêm. Sau khi thiêu xác Tống Cương, Lý Trọc lại gặp Lâm Hồng một lần nữa. Hai người nhìn nhau lạnh nhạt như người xưng nước lã. Lý Trọc và Lâm Hồng khoác áo tay trắng, đội khăn lụa đen, đứng 3 ngày ở khách sạn. Các khách quý đến sự tiệc đậu phụ, người nào cũng nhét vào tay Lâm Hồng một chiếc phong bì to. Phong bì nào ít cũng vỏ mấy ngàn đồng, phong bì nào nhiều có đến vài vạn. Nhân viên ngân hàng ngày nào cũng thấy Lâm Hồng đến gửi tiền, lần nào cũng gửi một bó tướng. Hết 3 ngày, Lâm Hồng nhận hơn 1 triệu chiếc phong bì. Dân chúng đồn nhau chỉ thu được mấy triệu đồng nhân dân tệ. Dân chúng vào, Lâm Hồng đếm tiền sưng cả ngón tay, đếm tiền chật cả khớp cổ tay, đếm tiền chảy cả máu mắt. Bày xong tiệc đậu phụ, Lý Trọc nói với Lâm Hồng, anh Tống Cương dặn tôi bố trí cho chị một cuộc sống tử tế, chị còn yêu cầu tôi làm gì nữa không? Lâm Hồng đáp, đủ rồi. Các bạn vừa nghe phần 60 của tiểu thuyết Vinh Đệ, chứa đựng toàn bộ màu sắc tang thương sau cái chết xót xa của Tống Cương. Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đây? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.